Bích và Ly đang có mặt tại đêm chung kết The Face và tối nay sẽ là live stage đầu tiên của Ngõ Chạm. Đi cùng vợ chồng mình hôm nay còn có các thành viên của Big Team như là Ogenius, Tess và Double 2T tối nay cũng sẽ diễn bài hát đang rất hot, À Lơi. Mọi người cùng xem Big Bali đã chuẩn bị những gì cho phần trình diễn này nhé. Ekip thì bọn mình đang có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du quận 1 trong đêm chung kết The Face. Đi cùng em mình sẽ đến nơi được xa được gần. Mình vừa là nơi, mình sẽ là hai ta.